3 anh tướng meta Ave, Zenith, Chibi. Lên kiếm dài khi mà mình muốn chay á, muốn chay, muốn win lane, quýnh chiến á, lên kiếm dài. Còn kiếm đồ gan thì mình quýnh non in. Ví dụ mình lên kiếm đồ gan mình gặp kiếm dài á, thì mình chỉ đánh non in thôi. Tại vì mình chay nó hơn mình 20 máu, nó bơm lên mình lỗ. Cho nên mình chỉ chay lớn, chay non in thôi. Nếu Slayer phải giới thiệu một món ăn cho bạn bè nước ngoài thì Slayer sẽ giới thiệu món gì? Chắc bún bò hoặc cơm tấm. Ở thì chắc nghe nhiều rồi. Mấy ông ở trên Naga cao. Tuy tôi chơi không hay nhưng mà tôi chơi tôi cũng rút được nhiều cái. Mình phải biết khi nào đối thủ ra chiêu mà mới né được. Mấy chiêu như con Elut á, mình phải biết khi nào nó xài chiêu mà mới né được. Chứ bình thường mình né không được. Mình phải biết khi nào mình thủ mình đỡ, khi nào mình đi thẳng. Cái đó khó nói lắm. Chơi gì giờ? Sao con này mình có nhiều skin đấy. Hai 100 đánh với nhau luôn hợp lý. Cầm nhầm bán rồi. Raven nè, Raven cao tơ cứng xem Gamega. Raven Vanguard. Trời ơi, sao mà... Ây da... Double kill.
Anh em nhớ lại subscribe cho đó, nhắm ơn em nhiều. Em nhớ subscribe kênh cho đôi có nút bạn nha, cảm ơn em nhiều. À, nút bạn lâu điên.